Sau 48 ngày cao điểm thực hiện kế hoạch thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 5.354 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, trong đó có 1.660 khẩu súng các loại. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, 48 ngày qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, thu gom, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Bên cạnh việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhiều đơn vị điển hình là công an huyện Ea Leo đã có cách làm hay. Đó là lấy nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm hỗ trợ, động viên, khích lệ người dân để đổi lấy súng đạn, các loại vũ khí khác. Các cái mô hình mà công an huyện Ea Leo triển khai đó là thứ nhất là rà soát các cái khu vực đông dân cư để vận động tuyên truyền tập trung, đặc biệt là cái mô hình điểm đổi gạo để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên khắp địa bàn của huyện. Phải nói là với trị giá gạo và nhu yếu phẩm hàng tỷ đồng là huy động của các nhà hảo tâm, chúng tôi đến các cái vùng sâu vùng xa để tặng cho bà con và thu hồi vũ khí. Trong đợt cao điểm thì công an huyện Ea Leo đã thu được gần 600 khẩu súng các loại. Trong đó là có rất nhiều các loại súng như là súng PCP trên 100 khẩu, rồi súng kíp, súng Kalib trên 100 khẩu. Sau 48 ngày cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu hồi được 4.576 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Trong đó có 1.660 khẩu súng các loại, gồm 17 khẩu súng quân dụng, 162 súng PCP, 327 súng kíp, 253 súng tự chế, 42 súng hơi, 10 súng thể thao, 786 súng cồn, 46 súng clip, 16 súng CCHT, 1 súng bắn đạn pháo, 2.960 viên đạn các loại, 7 quả lựu đạn và nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép khác. Chúng ta cũng đã xác định cái vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép trong nhân dân hết sức nguy hiểm, đặc biệt là các hoạt động của các loại tội phạm. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi chúng ta phải có một sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng cao hơn nữa để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Làm thế nào cái loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ này càng ngày càng giảm đi, hoặc là không để trở thành những cái hung khí rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm mà còn tồn đọng, sử dụng, mua bán, tàng trữ trong nhân dân để mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cũng theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, số vũ khí thu hồi đều là vũ khí hết sức nguy hiểm và nguy cơ có thể xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Mặc dù lực lượng công an đã có nhiều đợt cao điểm vận động thu hồi, nhưng tình trạng tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí ở địa bàn còn phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp tiếp tục vận động người dân giao nộp vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.